Xin yêu cầu một pha. Good, rõ very rồi. good. Very good. Xin yêu cầu một iốt một pha. Ok, very good. Vâng, chúng ta học tự nhiên chúng ta thấy là nó chỉ lặp đi lặp lại. Nhá. Rồi, thế thầy hỏi nhá. CD này để làm gì? CD này để làm gì? Theo các bạn, CD đây để làm gì? Nào. Sản phẩm điện áp. Đúng rồi, sản phẩm điện áp. Sao chỉnh lưu. Đúng rồi, nhất trí rồi. Đấy, ít nhất chúng ta phải nói được thế. Là sản phẩm điện áp đã. Bởi vì tụ C này chống lại sự thay đổi của gì? Của gì? Của điện áp. Và nếu mà người ta lọc được dòng thì người ta mắc cuộn cảm ở đâu? Ở đây, nối tiếp ở đây nhá. Được không? Rồi. Thế thì chúng ta xét cái mô hình này thì nó có mấy cái khác. Một là hai cầu này. Thứ hai là có cái điện cảm ở đây. Điện cảm ở đây. Chúng ta chú ý là có cái điện cảm ở đây. Cái điện cảm này để làm gì? Thế thì cái điện cảm này là mô hình nguồn cấp bao gồm nguồn được nối điện cảm. Là trong thực tế là như thế. Thế cho nên khi mà chúng ta mô phỏng hoặc là nghiên cứu thì chúng ta có cái NF này mắc vào, đúng không? Cho nên đây gọi là model gì, mô hình của nguồn gì, nguồn cấp, đúng không? Nguồn mà cấp, model of the affinity supply, tức là mô hình của nguồn cấp nhé. Yeah. Thì đấy là mô hình của nguồn cấp. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái quan sát. Thứ nhất là chúng ta chưa tính đến NS, cho NS bằng 0 thì nó lại giống như cái lúc trước chúng ta làm, đúng không? Rồi ta xét trường hợp thứ nhất là với cả R và NS bằng 0, NS bằng 0 và tải R nhá. Đúng không? Và trường hợp này là tải là nguồn gì? Nguồn dòng. Nhớ, tải là nguồn dòng. Thế thì các bạn hỏi ngay, vậy thì khi nào tải nguồn dòng? Khi mà điện cảm có giá trị gì? Khi mà tải mà có cái cuộn cảm ấy, mà giá trị của điện cảm nó lớn ấy, thì dòng điện hầu như không gì, không thay đổi. Nhớ. Các bạn có understand được cái đoạn này không nhỉ? Có hiểu được chỗ này thầy nói không nhỉ? Vì cái cuộn cảm ấy là nó sẽ là giảm cái độ đập mạch hay độ nhấp nhô của cái dòng điện mà. Thì bớt nhấp nhô tức là nó phẳng tức là nó giá trị không đổi. Thì lúc đó được mô tả một nguồn dòng. Nhá. Đấy, thầy quên thầy chưa cho xem đây này.